Kính chào bà con ha, chào mừng quý bà con đã trở lại với kênh YouTube của cửa hàng nhà tư nông nghiệp Ba Xuyên bà con. Thì hôm nay sẽ giới thiệu cho con cái sản phẩm mà chứa các cái đa chung vi lượng dùng để làm gì ha. Cái đa chung vi lượng sẽ dùng để làm xanh lá, dày lá ha, trái thì xanh trái ha, đẹp gai ha bà con ha. Thì các cái sản phẩm dưới đây sẽ được bán trên cửa hàng nhà tư nông nghiệp Ba Xuyên chi nhánh Phong Điền, Cần Thơ ha bà con ha. Đó, thì em sẽ đi qua từng cái sản phẩm cho bà con biết ha. Thì các cái dạng mà chung vi lượng thì nó sẽ được gọi chung nó là combi. Ha, combi là tập hợp các cái đa chung vi lượng ha, chung vi lượng hay bà con ha. Đó. Thì cái thứ nhất là cái combi magie kẽm ha. Bà con biết dùng để làm gì? Xanh gai cũng trái thì thành phần của magie là một trong những cái ha, cái nguyên tố mà cấu thành lên cái diệp lục tố hay bà con ha. Thì tại sao mà thường thường thầy dặn là xanh gai ha, xanh lá thì phải cộng magie với kẽm. Kẽm là có chức năng là sẽ làm cho cứng lá, magie sẽ xanh lá, thì đó là một trong những cái nguyên tố trung tâm để mà cấu thành cái diệp lục tố ha. Thường thường sẽ diệp lục A, diệp lục B ha. Đó, nhưng mà cái chất ở trong đó được gọi là chlorophyll ha, chức năng nó là hấp thu cái ánh sáng mặt trời, tăng cái cường khả năng quang hợp ha. Thì cái ký một ký combi này ha, combi magie kẽm này là được chích trong cái túi 10 ký ha. 10 ký thì nó 250, nhưng mà túi 1 ký thì tiền bao bì nhãn mát thì nó tầm 40.000 cho một ký ha các ha. Magie combi magie kẽm 40.000 cho một ký ha. Hoặc là cái sử dụng cái micro combi dạng cớm thì là cái combi bát, giá của nó là 26.000 cho một gói ha các ha, xài được 200 lít. Hoặc là combi BM ha, combi BM 25g thì bạn xài được 200 lít nước, cũng dưỡng xanh lá dày lá, tại vì nó đầy đủ cái đa chung vi lượng. Nhưng cái điều quan trọng ở đây đó là gì cái magie, nó chiếm nồng độ khá là cao, sắt, lưu ha, bo, đồng, kẽm, mangan, molybden, kẽm kẽm thì nó chiếm cũng ít hay ha, nhưng mà với cái nồng độ mà thấp quá thì nó cũng không có đủ đô ha. Thường em sẽ cộng cho một hoặc hai gói cho 200 lít thì nó sẽ ok hơn ha. Thì trong gói này với trọng lượng của nó 25g ha bạn, giá của nó là 25.000 ha. Combi chalet ha, combi chalet thì trọng lượng của nó là 50g, giá của nó là 30.000. Nó gồm cái gì? Nó gồm cũng đa chung vi lượng đó ha, sắt, magie, đồng, mangan, bo, molybden ha. Các thành phần mà không thể thiếu để mà giúp tạo nên cái màu xanh của lá cây ha bạn ha. Ha. Tiếp theo sau đây là các cái dòng chai nước, là các cái dòng này, các cái dòng thuốc bột cớm ha bạn ha. Bột và cớm. Thì tiếp theo sẽ dòng chai nước. Ví dụ cái chai Vinco 79 này, thành phần của nó chủ yếu ha, chủ yếu là canxi 12%, 17% ha, canxi tổng 17, canxi hữu cơ nó 12% ha. Thì ngoài ra nó sẽ cung cấp luôn cái phần chung vi lượng nữa ha, chung vi lượng nữa. Thì ngoài ra nó sẽ giúp cho cái cây của mình nó xanh cây, cứng lá. Thì cái Vinco 79 này hiện tại cửa hàng có rất là nhiều cái thể tích nửa lít 250ml đây, 250ml, nửa lít, 1 lít, 4 lít, 5 lít ha bà con ha, tùy theo cái giá tiền. Và một số cái bà con mua thường thường là 1 lít 220.000, 4 lít 790 ha, 4 lít 790, còn 5 lít 900 908 ha bà con ha. Nó sẽ rẻ hơn khi mua chai nhỏ. Đó là một cái ưu điểm. Thì cái Vinco 79 này khá là quen thuộc với bà con rồi, dùng để dưỡng lá, xanh lá ha bà con ha. Tiếp theo là cái magie kẽm. Đây là hai thành phần không thể thiếu, giống như là combi magie kẽm. Thì cái thành phần magie chiếm nó 3% cộng với lại kẽm 20.000 ppm, nhưng mà cái chai này nửa lít, giá của nó là 70.000, bà con xài được 2 phi cũng rất là ngon. Nếu như mà con nào muốn nặng đô thêm tí nữa thì con một chai 1 phi 70.000 phi là lá nó cứng, nó xanh, nó đẹp lắm bà con ha. Đó, magie với kẽm giống như cái gói combi thôi, nhưng mà dạng nước thì nó sẽ hấp thu cao hơn. Đó, 70.000 cho chai 200 lít ha bà con ha, magie kẽm. Tiếp theo đến là các cái sản phẩm mà bà con rất là thường sử dụng. Đó là cái gì? Đó là cái nano kẽm 700, thành phần nano kẽm lên tới 70%, khá là cao ha bà con ha. Đó, thì ngoài ra thì bà con có thể sử dụng cái kẽm xanh, thành phần của nó là 70% kẽm. Hai thằng này chung cái Á Châu đóng ha bà con ha, giá của nó đều đồng nhất là giá 140.000, sử dụng cho 2 phi 400 lít nước. Đó, thể tích của nó là
240 250 250 C đó, 250 C. Tại vì tại sao mà nó có 250 C mà nó xài được hai phi? Tại vì cái nồng độ kẽm của nó đạt lên tới 70%, rất là đậm đặc, nên là phải pha loãng nó ra. Thì một chai này bà con xài hai phi là ok, rất là tuyệt vời. Lá cực kỳ cứng, kẽm nó sẽ có một cái chức năng là gì, một cái áo giáp kẽm đặng cho nó kháng được cái sâu bệnh ha. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nó sẽ làm cho cái lá mình nó cứng, chống độ ngã trong cái giai đoạn mà trồng lúa. Và thường lúa thì nó sẽ chống độ ngã, cứng cây, xanh lá dày lá ha. Giới thiệu sơ và con vậy. Thì chai nano kẽm và chai kẽm xanh đều có giá là 140.000 cho hai phi hay bà con ha. Chỉ dùng trên cây ăn trái, còn dùng trên trên lúa là một chai sử dụng 5.000 m2. Tiếp theo là cái canxi của Hợp Chí. Cái canxi này gồm canxi và silic, sử dụng đăng ký ở trên cây lúa và cây ăn trái ha, lúa và cây ăn trái ha. Thì cái canxi này có thành phần của nó là canxi 20% ha, canxi tổng 20%, canxi hữu cơ nó 14-13%, silic 5%, giúp gì, giúp xanh cây cứng lá ha, xanh cây cứng lá, chống độ ngã giống như cái kẽm. Tại vì nó là dạng canxi, nó là dạng là chung vi lượng, thì nó sẽ giúp cho cây của mình nó cứng, xanh, dày ha, chống độ ngã. Cái này cũng có thể sử dụng trong cái giai đoạn đầu trái mà chống ruộng trái non ha. Đó, nhưng mà có hai thành phần thì nó sẽ bà con phải cộng thêm cái combi thì nó sẽ đủ thành phần hơn. Tiếp theo là cái gì? Cái multi là thấy không? Từ viết tắt ha, nhỏ là cái thành phần chung vi lượng ha. Thì cái thành phần của nó là gì? Kẽm 15.000 ppm ha. Ngoài ra nó sẽ bổ sung một số phụ gia như là đồng, mangan, magie. Đó, thì một chai này dư của Hồng Thành Phát giá của nó là 75.000 mà con xài được 200 lít nước hay bà con ha. 75.000 xài 200 lít nước, hiệu quả cũng khá là cao, nhập từ Lavaco có lý ha. Vadaco ha. Bà con xài thì bà con cứ liên hệ đến cái hiệu thương nghiệp Brazil. Tiếp theo là cái gì? Gel Agago, mà con thấy nè. Thành phần đăng ký của nó chỉ là kẽm 15.000 ppm ha, 15.000 ppm. Tiếp theo là gel combi. Đó, thành phần đăng ký khá là nhiều các bạn ha, tại vì nó đây là đa chung vi lượng. Thành chất hữu cơ nó 20% nè. Nó sẽ giúp cho mướt cái lá, bóng lá rất là đẹp ha. Thành phần magie đạt tới 5%. Đó, sẽ giúp cho nó tạo lên cái màu xanh bóng của cái lá. Thành phần kẽm 550 ppm. Bo đồng ha, BH ha, gốc sunfua, kẽm, chlorophy ha. Thì nó gồm rất là nhiều cái đa chung vi lượng ha, chiết xuất từ tỏa xanh thì nó sẽ giúp cho thúc ha, biến dạng hành xanh nè, biến siêu xanh lá nè, to lá về lá ra bông đậu trái ha. Tại vì sao? Tại vì nó là dạng combi thì nó sẽ được dùng trong mọi giai đoạn nè. Thì bà con cứ mỗi lần sẽ thúc sau, bà con cộng combi vô, gieo combi vô hoặc là combi vô thì sẽ giúp cho cái lá mình nó xanh, nó dày, nó đẹp thôi, chứ đâu có ảnh hưởng gì đâu bà con ha. Combi là một trong những cái dạng thiếu á, kiểu như là mình bổ sung nó định kỳ ha, cứ phun là bổ sung cho nó sẽ xanh về lá, đẹp lá thôi, đâu có ảnh hưởng gì đâu. Thì cái keo chai keo combi này giá nó 101, bà con xài được 400 lít nước ha. Bà con xài trên lúa thì một chai xài 10 bình ha, cũng giống như cái hàng nano kẽm thôi ha bà con ha. Đó, tiếp theo là cái combi lút. Combi lút này được nhập khẩu từ Anh Quốc, với thành phần đăng ký nó gì? Đồng, kẽm ha, bo 2500 ppm, mangan 20.000 ppm, sắt 20.000 ppm, molybden 100 ppm ha. Ngoài ra còn có lumen, magie. Đó, thì cái combi lút này cũng xanh lá, bóng lá ha. Giá của nó 120.000, xài được từ 200 tới 400 lít nước, 200 đến 400 lít nước ha. Đó, 120.000. Đó, còn đối với cái dòng cao cấp nhất nó là cái gì? Nó Zero Mix của Vinco. Thì giá này khá là cao ha bà con. Đó, thì bà con biết nó hạt nano nó cực kỳ nhỏ. Bà con thấy nè, nano bạc 3.000 ppm, nano đồng 4.500 ppm. Ngoài ra các nguyên tố khác giúp xanh lá, dày lá như lụi, ví dụ như là mangan, kẽm, molybden, bo và coban. Đó, ngoài ra thì bà con nghe một số cái vấn đề, thì cái dạng nano thì nó sẽ kháng được cái khuẩn. Đó, thì cái Zegomix này bà con xài được 200 lít nước hay bà con ha. Chai xài 200 lít nước giá 195.000, khá là cao bà con, nhưng mà nó dạng nano thì phải công nghệ nó phải tiên tiến à, nên là nó sẽ hơi mắc hơn một số dòng khác. Đó,
giới thiệu sơ bà con vậy. Thì ví dụ như là sẽ báo giá sơ lược về một cái để cho bà con xem nè. Hả? Combi mấy nha kẽm 40, combi bass 25-26, combi BM 25, combi Challenge 50, Wingo 79 có nhiều loại như nãy đã nói, 4 lít, 1 lít 220, 4 lít 7.9, 5 lít 9.8. Máy nha kẽm ha 70, nano kẽm và kẽm xanh giá 140. Casi ha, Casi 70 ha. Multite 75, Gear Combi 101, Combi Lut 102, Gegomix 195. Ha, đây là các cái dạng chung vi lượng mà bà con có nhu cầu muốn xài, dùng để xanh lá, xanh trái, bóng lá, bóng trái thì bà con cứ liên hệ tới cái hàng vật tư nông nghiệp Ba Siêu, chi nhánh Phong Điền, Cần Thơ. À, cuối lời kính chào quý bà con. Hẹn bà con ở các clip tiếp theo. Chúc bà con có một vụ mùa bội thu. Chào bà con. Thân ái.